89 như nhiêu? 91 chị ạ. Em sinh năm nhiêu? Dạ em là 90, là tuổi con ngọ. Vậy là hợp với anh rồi đấy. Vậy là được phải không em? Hay quá. Nếu về xét thì em cũng được 70%. Kinh tế đến nay là cũng tự mua được cho mình cái nhà riêng để kinh doanh buôn bán tại nhà. Thì hôm nay chị cũng hy vọng là nếu như em cảm thấy ấn tượng từ ánh mắt đầu tiên thì cũng lên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu thêm. Mời bạn Nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Năm mới thì thay mặt cho chương trình chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc sẽ đến với các bạn sớm nhất nha. Dạ vâng. Rồi bây giờ ta giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Ninh, chào chị Cát Tường và bạn nữ chơi bên cạnh cùng toàn thể khán giả. Em tên là Hoàng Văn Thuật, năm nay 31 tuổi. Sinh ra và lớn lên thì tại quê hương Nam Định. Nhưng mà em vào định cư tại Bình Dương thì em đang buôn bán điện thoại di động và có làm thêm về nhà đất. Ở Bình Dương bao năm rồi? Em ở Bình Dương đây là được 13 năm rồi ạ. Như vậy cũng thành đạt rồi đấy. Vừa bán điện thoại di động mà vừa mua bán đất. Mua bán nữa. Nhà đất ha. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em là Phạm Thị Tú Anh, là chuyên viên an toàn sức khỏe môi trường, quê ở Bình Phước nhưng hiện tại đang sống và làm việc ở Bình Dương. Em 28 tuổi. 28 tuổi. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của em là gì nè? Ưu điểm của em là em rất là vui tính, hài hước và sống rất là tự lập. Có ưu điểm nữa là nấu ăn rất là ngon. Nhưng mà em có khuyết điểm là rất là dễ tin người nên là dễ bị tổn thương lắm. Em tiêu xài hơi nhiều tiền một chút xíu. Hả? Em tiêu xài gì mà hơi nhiều tiền em? Ví dụ như là mua sắm giày dép, quần áo hoặc là cho người ta. Cho ai? Thấy khổ khổ, cực khổ chút xíu cái là cho đầu tiền. Đầu năm chị khổ quá em ơi. Nhưng mà chị hỏi nè, em tiêu xài là tiêu xài tiền của ai? Dạ tiền của em tự kiếm và tiêu xài thôi. Em không có dành dụm gì hết hả? Cũng có, có lâu lâu là gửi cho ba mẹ một chút. Sau này ví dụ mình giữ cái tài chính trong gia đình á, rồi mình có biết chi tiêu hợp lý không em? Chắc phải nhờ bạn Nam quá à. Ủa vậy hả? Trời ơi, rồi được rồi, để lát nữa chị hỏi bên thôi, bạn Nam chưa nha. Có gia đình, có gia đình là biết tiết kiệm mà. Bạn trai có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì nè? Dạ, em có ưu điểm là em là một người có chí cầu tiến và biết có đầu óc kinh doanh, không hút thuốc hay là cờ bạc gì. Rượu thì em có chút chút thôi. Còn nhược điểm của em là tính tình thì em là khá nóng. Nhìn hiền gì mà nóng vậy đó em hả? Em khó kiểm soát được lời nói hay này kia, hay cáu này thôi. Nóng lắm em làm gì nè, từ đó giờ. Nóng lắm thì em chỉ cáu nên em gắt như thôi. Có đập đồ rồi, có đánh ai chưa? Đập đồ hay đánh thì chưa có khi nào. Em chỉ không kiểm soát được lời nói thôi, còn hành động thì em luôn kiểm soát được. Tức là em nói nhiều khi nói cho người ta xấu hổ luôn á hả? Cũng có thể như vậy ạ. Trời ơi, này cũng căng lắm à. Và một địa điểm nữa là em ít làm việc nhà anh. Ở nhà em ai làm? Em giờ đang ở với mẹ em nên là hầu như mẹ em làm hết chị. Em có mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình rồi. Thì một mối tình thì hồi trẻ thì nói chung hai người còn trẻ nên cũng không rồi có mối gì. Tình mới đây nè. Mối tình mới thì cũng cách đây 7 năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Quen bao lâu rồi em? Em quen được 3 năm chị. Nói chung cũng hai người cũng không hợp tính nhiều lắm bởi cô ấy người trong này mà gia đình có cũng có điều kiện nên là tính là hơi tiểu thư ạ. Nên là tụi em chia tay. Rồi. Bạn gái bên kia. Bạn gái mình có mấy mối tình rồi em? Dạ em có 4 mối tình, hai bên gia đình cùng biết nhau á. Thì chỉ có một mối tình thôi, kéo dài khoảng 9 tháng. Lúc đầu thì em gặp bạn trai đó thì những cái yêu cầu về ngoại hình á thì giống như em mong muốn. Tuy nhiên là khi mà tìm hiểu thì tuổi tác thì gia đình bạn trai đó là thấy là không có phù hợp, nói là kỵ tuổi. Do đó là mình chia tay ạ. Chứ bên em có coi tuổi không? Dạ, nhà cũng, em có coi tuổi không? Dạ không có. Ủa nhà trai bạn có nhà bên em có coi tuổi không em? Dạ cũng có đấy chị ạ. Khó hả? Vậy em nói luôn đi em, đỡ mất công mà tốn 9 tháng nữa. Chỉ tính như cái tuổi kỵ thôi ạ, không hợp với tuổi 89 ạ, hoặc 91 ạ. Hả? 89 như nhiêu? 91 chị ạ. Em sinh năm nhiêu? Dạ em là 90, là tuổi con ngọ. Vậy là hợp với anh rồi đấy. Vậy là được phải không em? Hay quá. Thở phào nhẹ nhõm. Lọt ở giữa phải không? Hay quá. Rồi bây giờ em gái muốn tìm người yêu như thế nào?
À, em muốn tìm một người bạn trai về ngoại hình thì cao khoảng 1m65, không bị hói, không bị hôi. Năm em chặt anh Linh nữa. Không bị hôi. Không có bị hôi. Hói. Hôi là không được. Về tính cách thì em mong muốn là một người bạn trai là đó, thấy không? Thấy đầu năm. Nói đầu dạ, anh, chưa? Chúc mừng năm mới. Rồi, chúc mừng năm mới để lì xì em trước hết ạ. Lì xì cho tôi hỏi vụ hói với hô này coi. Chúc mừng năm mới em. Dạ. À, năm mới an khang thịnh vượng, tốt lành, hạnh phúc, sức khỏe. Dạ. Nhân dịp năm mới cũng chúc anh Quyền Linh, chị Cát Tường cũng như là tất cả quý vị khán giả một năm mới thật nhiều may mắn và hạnh phúc. Ừ, rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Anh mà nghe cái chữ hói là phải ban qua đây liền, mà giờ thêm kèm thêm chữ hôi em. Dạ. Bộ đàn ông hôi lắm hả? Thì cũng có người gọi là mùi cơ thể, nó không có, mình không thích. Thì cái đó lâu lâu mới bị người mà cái gì đó là cái trong cơ thể người ta rồi, người ta cũng đâu có điều trị được đâu. Được. Không có được. Anh cũng bị. Có bị mà Tết này chữa rồi. Dạ, ai thôi gặp anh Linh chỉ cách. Đúng rồi. Anh Linh đã điều trị thành công. Rồi còn gì nữa? Hô hả? Cái chuyện đó chuyện bẩm sinh của người ta rồi. Dạ. Ghét của nào trời trao của đó nha cưng. Thôi anh lỡ hô là hung nó dướng lắm. Dướng gì? Dướng gì? Không biết nữa, thấy nó hơi vướng vướng. Hỏi, hỏi thông minh chứ, mắc mớ gì? Không thích. Không thích. Nữa em với chồng mà lớn tuổi cũng hói luôn. Là cho cạo trọc luôn anh, thà là trọc luôn. Trọc luôn hả? Dạ đúng. Vậy ai hói là cạo trọc hết đúng không? Cũng một phương pháp tốt. Không, em gái cũng dễ thương hết chứ bộ. Tự nhiên. Được đấy em. Được không? Rồi bây giờ nhà trai, đàn trai muốn tìm một người bạn gái như thế nào nè? Dạ vì em là mẫu người đàn ông là tức là cũng thiên về hướng nội một chút. Nên em thích người phụ nữ là cũng có tư tưởng hướng nội và biết quan tâm chăm sóc gia đình. Em chỉ thích một người phụ nữ nói vừa phải thôi. Bạn kia nãy giờ nói nhiều không? Không, bạn thì đấy còn nói đủ, vừa đủ. Vừa đủ. Trong cái khả năng là đang tạo cái môi trường nó vui vẻ. À, ấn tượng, bạn mới ấn tượng đó. Về ngoại hình em muốn người bạn gái mình như thế nào? Em muốn bạn gái là từ 1m56 trở lên. Chưa, đúng rồi. Sao, được nhiêu? Có 1m52 à. Có 1m52 à. Không, nhưng anh đoán chắc là em cao hơn. Trời, tao nói 52 rồi còn đoán chắc cao hơn là sao? Nếu 52 được không? Cái đấy thì cũng nếu mà hợp nhiều cái thì cũng sẽ cho nhau cơ hội anh. Chiều cao thôi à hả? Cái tiêu chuẩn của em thì nó nhẹ lắm mà anh chị ạ. Nhẹ lắm. Mà 52 để suy nghĩ lại mà nhẹ lắm. Rồi, chào em. Đây. Chị Cát Tường lì xì cho em trai đi cho lấy hên cái đã. Tết ha, chúc em phát tài phát lộc. Rồi, em cảm ơn chị. Sức khỏe dồi dào. Năm mới có thêm tình yêu mới. Đã. Tiến tới hôn nhân. Nha. Rồi. Thì sang năm mới thì em cũng chúc là anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng bạn chơi bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả là sang năm mới là như ý Cát Tường luôn, theo ý nghĩa của chị luôn ạ. Ừ, cảm ơn em. Mình đã có chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Chuẩn bị thì nói chung em vào đây thì làm rất lâu rồi nên là kinh tế thì em cũng đủ khả năng để làm được cưới. Làm chủ mình định điện thoại rồi. Lấy nhau thì mình sống ở đâu, lập nghiệp ở đâu? Thì em có nhà cửa trong Bình Dương là hết rồi. Em đang làm ở tại nhà em nên là lấy về thì sẽ ở nhà em. Ba mẹ mình còn ở ngoài quê hả em? Ba mẹ em ở trong này luôn rồi. À, mình đang ở chung với ba mẹ. Vâng. À, là sau này phải làm dâu đúng không? Rồi, nhà đông anh chị em không? Nhà em 5 anh chị em ạ. Em là út luôn ạ. Nhưng mà ở trong nhà đông không? Ở trong nhà thì có mình em và mẹ em thôi. À, mấy anh chị lấy lập gia đình hết rồi. Vâng. Khỏe rồi đó. Khỏe rồi đó. Ừ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xong là mình cho hai trẻ gặp luôn. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với chị gái và anh trai và cùng mấy bạn đồng nghiệp ạ. À, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường với chào tất cả mọi người trong trường quay. À, thì em là chị gái của Chiến Thuật thì nói chung là Thuật nhà em ấy thì nó không có cái điểm gì nó quá xấu, quá yếu. Mà cũng không phải là quá mạnh, nói chung nếu về xét thì em cũng được 70%. Kinh tế đến nay là cũng tự mua được cho mình cái nhà riêng để kinh doanh buôn bán tại nhà. Thì hôm nay chị cũng hy vọng là nếu như em cảm thấy ấn tượng từ ánh mắt đầu tiên thì cũng lên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu thêm. Nếu mà được thì tiến xa hơn nữa. Chị ơi, hồi nãy qua coi mặt bạn nam đó thì thấy có vẻ hơi hơi bẽn lẽn á, giới tính rõ ràng không? Dạ, yên tâm, rất là rõ ràng. Chị bảo đảm hả? Dạ vâng. Chuẩn men đúng không? Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Yên tâm rồi ha, chị đảm bảo rồi ha.
Rồi bên vừa nãy em đi với ai? Đồng nghiệp cũ, cũng là sếp cũ, nhưng mà bây giờ là bạn thân của em. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tú Anh, bạn em là người hài hước, hòa đồng và tốt bụng. Nhìn bên ngoài thì Tú Anh có vẻ cá tính và mạnh mẽ, nhưng mà thực ra bạn là người rất là tâm lý và chu đáo, biết quan tâm tới người khác. Còn về phía anh Thuật bên đây thì em thấy anh là người khá điềm đạm và chín chắn. Tuy nhiên hồi nãy em có nghe anh Thuật nói là anh thích một người phụ nữ hướng nội. Tuy nhiên Tú Anh của em thì là người hướng ngoại. Không biết là anh có thể vì bạn của em mà thay đổi cái tiêu chí lựa chọn bạn gái đúng không ạ? Nếu cái này mà thay đổi thì chắc là phải cả hai cùng thay đổi. Dạ. Bởi vì một người phụ nữ mà muốn cho gia đình mình hạnh phúc thì bây giờ phải biết chăm lo gia đình. Dạ. Thì cả hai bên cùng phải cố gắng thôi, chứ một bên thì không thể làm được cái điều đó. Dạ. Còn về vấn đề mà Tú Anh tiêu tiền hơi bị nhiều của anh, thì anh có thể cho phép Tú Anh tiêu tiền không? Hay là có cách nào kiểm soát túi tiền của gia đình một cách hợp lý hơn không? Không, bởi vì mình làm bên kinh doanh nên chắc là cũng sẽ kiềm chế được điều đó. Dạ, em cảm ơn anh. Thì sau chương trình này em hy vọng là Tú Anh cũng như là anh Thuật sẽ bấm nút hẹn hò để cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cái chính là hai bạn tìm hiểu nhau nha. Kéo màn. Kéo màn lên. Anh Tài. Chào em. Em ở Bình Phước thì bây giờ hiện tại em làm ở đâu? Dạ em làm ở V-Ship 1 Thuận An. Gần chỗ anh ở Dĩ An. Dạ. Em nói là em nấu ăn giỏi đúng không? Dạ. Anh lại thích người nấu ăn giỏi. Cảm nhận ban đầu của em về anh nó như thế nào? Em thì thấy về ngoại hình thì cũng ổn. Về tính cách thì em nghĩ là còn phải tìm hiểu. Ban đầu thì em nhận định là có vẻ là điềm đạm. Anh thì bình thường thì vẫn điềm đạm, nhưng mà khi nào nóng thì cũng nói chung là không kiểm soát được để nói thôi, không phải đến mức quá đáng em ạ. Em dễ bị tổn thương lắm anh. Dạ dễ khóc lắm, dễ mít ướt á. Dễ mít ướt nhưng mà có thể là anh sẽ biết làm lành. Dạ hy vọng là vậy. Anh thì mới đầu anh gặp em là thấy em cũng rất cá tính và dạ, có lẽ khiếu ăn nói là rất khéo. Anh nghe như là sếp em nói là em là một người hướng ngoại. Em nghĩ về cái khả năng chăm lo gia đình của em như thế nào? Khi mà lập gia đình là tự khắc là sẽ điều chỉnh lại về chi tiêu cũng như là về chăm sóc gia đình. Em nấu ăn giỏi nè, dọn dẹp nhà cửa rất là tốt. Không, như vậy là đủ rồi. Bây giờ mỗi người hãy nhìn thẳng vào nhau. Chúng ta chỉ nói một câu nữa thôi. Cảm xúc của chúng ta hiện nay như thế nào? Suy nghĩ như thế nào về đối phương? Anh thấy em là cũng hợp hơi nhiều với anh rồi, nên là anh mong là mình hãy cùng cho nhau cơ hội. Là lúc chúng ta phải lắng đọng lại và suy nghĩ thật kỹ trước gia đình, bạn bè và người thân, tất cả mọi người đang theo dõi các bạn. Nên suy nghĩ thật kỹ nha. Quyết định hay không quyết định là do các bạn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Mời bạn. Tại sao đến hết thời gian rồi bạn mới bấm? Dạ đâu có, em bấm mà liền mà 1, 2, 3 là em bấm rồi đó. Bạn trai bấm tới từ tiếng đến thứ mấy? Em bấm từ nút số 3 anh. Rồi hai người nắm tay nhau đi các bạn. Hôm nay ngày Tết, có rất nhiều niềm vui, có tất cả mọi thứ ha. Tay nắm tay chặt hơn, nắm hai tay luôn đó. Hai tay cho nó chắc anh. Chắc luôn. Rồi hôn bạn gái đi. Đó. Rất là đẹp. Đây là chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 đi chiến thắng gửi tặng các bạn. Như vậy là đầu năm đầu tháng rất là may mắn cho ông Mai bà mối. Và hy vọng năm nay cũng là sẽ một năm mát tay cho chúng ta. Kính chúc quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng, phát tài phát lộc. Chúc cho những người đã yêu, đang yêu, chuẩn bị yêu thật là hạnh phúc nhé. Sâu đậm rồi đúng cái không? Cái mối tình mà đầu tiên của em là nó sâu đậm á. Chứ bên đây là người ta còn là vương bụi phấn luôn á, còn em thấy đồng hương là em thấy vô rồi đó anh. Nói tóm là em với lại vợ tương lai của em sau này á sẽ hai đứa sẽ cùng nhau về quê để thăm ba mẹ ở quê. Đẹp trai. Rồi chào em. Ngồi đi em. Rồi xin mời bạn nữ. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Kính chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân
bạn nữ tham gia chương trình chung ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Ngô Quốc Hùng, sinh năm 89, đến từ thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Em cũng làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em hiện tại là đang làm về lĩnh vực kiến trúc ạ. Rồi mình giới thiệu đi cưng. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Huyền Linh. Em tên là Điền Hồ Thiên Ngân. Em năm nay 26 tuổi cộng 29. 29 tuổi hả? Wow. Trời ơi, trẻ chán. Sinh ra ở Quy Nhơn, Bình Định. Em vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Thì hiện tại thì em đang làm trong lĩnh vực về tư vấn pháp luật của một công ty về ngành bất động sản. Ở Quy Nhơn, Bình Định luôn hả bạn Ngân? Ở Quy Nhơn. Nhà Ngân là ở đâu ta? Nhà Ngân ở đường Hùng Vương. À, đường Hùng Vương ở nhà mình ở đường Trần Đạo á. Mình gì hơn người ta 3 tuổi mà làm gì mình với tôi vậy? Anh em đồ. Nhà anh ở bên phía đường Trần Đạo á, ngay chỗ bệnh viện mắt mà đi ra biển cũng gần lắm. Đúng cái gì rồi. Sau này mà có gì thì mình cùng nhau về quê á. Nói chút xíu ưu điểm khuyết điểm đi nha. Em cũng tự bộc bạch cái ưu điểm của em, thì em nhận thấy em là người cũng hiền lành, giản dị, chân thành. Em cũng có thấy là mình cũng có cái tính kiên trì, nhẫn nại. Trong công việc thì em luôn quan điểm là nếu mà công việc nào mà mình đã nhận làm rồi á, thì mình sẽ làm bằng cả tâm huyết của mình. Cũng sống khá thiên về tình cảm á. Bên cạnh đó thì tự nhiên em cũng thích tham gia các cái hoạt động trẻ chung, năng động của giới trẻ, cũng như các hoạt động tập thể. Các cái hoạt động mà nó cũng sting xíu thì em cũng rất là thích. Nhìn em thì chắc không ai nghĩ là em đã từng đăng ký đi nhảy hip hop rồi ạ. Năm 2017 á, là em có đăng ký một cái lớp nhảy hip hop ở nhà văn hóa thanh niên á. Từ nhà văn hóa thanh niên rồi sau đó thì em chuyển qua một cái lớp ở bên đường 3 tháng 2 nữa. Em cũng học nhảy với nó, thì em cảm thấy là tuy những cái hoạt động này nó mang tính giải trí nhưng mà nó làm cho mình học hỏi được rất là nhiều. Nó giúp cho mình tự tin hơn. Khuyết điểm thì em nhận thấy là có một số cái hoạt động thì em làm nó cũng hơi chậm á. Ví dụ như em ăn thì em ăn hơi chậm. Nên thành ra nó giải thích vì sao con người của em nó cũng hơi bị tí hon như vậy. Với thứ hai nữa là em tiếp xúc với người lạ. Ví dụ như tiếp xúc với một cái người nào đó mà lạ em chưa có quen á, thì em cũng khá là trầm tính á. Em biết là công việc thì mình phải để các yếu tố khách quan để mình đưa ra một cái quyết định, nhưng mà đôi lúc em cũng để yếu tố tình cảm nó xen vào, thì làm cho cái quyết định của mình nó không có được khách quan lắm. Bạn kia bạn nói rất là chi tiết về điểm mạnh điểm yếu rồi đó, giờ mình sao? Về ưu điểm của em thì em là một người hòa đồng, vui vẻ, tích cực, lạc quan, yêu động vật. Em cũng thích là tham gia nhiều cái hoạt động xã hội tình nguyện, cũng có đăng ký những lớp nhảy như bạn luôn. Điểm yếu thì em bị hồi hộp. Nãy giờ hồi hộp thì nhiều khi trả lời nó cũng không được hay. Quản lý thời gian thì nó cũng không được tốt lắm như mọi người. Không có nhiều thời gian cho bản thân á. Tại để mà mình phải làm việc hoặc là làm những cái hoạt động mà mình đề ra. Cái thứ ba là em hay quên. Mở cái cửa ra không nhớ là quên cái chìa khóa lấy đi chưa. Kiểu như vậy. Đó là quên đột xuất đó. Dạ. Vậy là có mấy mối tình rồi? Mối tình chính thức mà hai bên quen nhau thì chưa. Còn lớt phớt rồi thì là kiểu crush đúng không? Crush thì cũng vài, nó chia theo cấp độ, say nắng xong tới crush. Đường tình duyên bằng nam sao? Em thì nếu tính ra mối tình thì em có hai mối tình ạ. Dù như mối tình đầu tiên là mối tình đầu của em là lúc mà em học đại học. Hồi đó thì em quen một năm thôi. Dạ. Chào em. Dạ chào chị Phong. Có nghĩa là những mối tình của em cũng có giống bạn bên đây không? Thoảng qua không, hay là nó là lên tới crush rồi, hay là như thế nào? Em thì em cảm giác là nó cũng sâu đậm á. Sâu đậm rồi đúng cái không? Cái mối tình mà đầu tiên của em là nó sâu đậm á. Chứ bên đây là người ta còn gọi là vương bụi phấn luôn á, còn thôi bây giờ em muốn từng người yêu lý tưởng của em thế nào, em nói gì Vân biết coi. Nói cho chị coi bên đây đủ tiêu chuẩn không nè. Dạ, em cũng xin báo cáo với chị Vân với lại anh Linh có gì coi giúp em nữa. Thì nếu mà được chọn thì hướng về gia đình. Em thì từ nhỏ tới lớn á, ba mẹ em thì hy sinh rất là nhiều cho em để em có được như ngày hôm nay. Mà gia đình em cũng chia sẻ với anh chị luôn là năm 2019 á, nhà em có biến cố là ba em mất. Dạ. Thì cái tình cảm bây giờ em đặt em dành cho mẹ em càng nhiều hơn. Bởi vì mẹ hy sinh hết tất cả vì em. Mẹ lo cho em từng thứ nhỏ nhặt lắm chị. Ví dụ như cái áo ngày hôm nay em mặc nè. Mẹ em trước khi về Quy Nhơn á là mẹ em ủi cho em để em đi tham gia chương trình. Rồi sau đó mẹ mới về Quy Nhơn.
Dạ, nên em đặt rất là nhiều tình cảm cho mẹ mình. Rồi. Cho nên là em mong muốn cái người bạn bên đây là phải gọi là hướng về gia đình nhiều. Dạ, em mong là bạn nữ sẽ đồng cảm với em, cũng giản dị, hiền lành và cũng sống chân thành. Một người bạn mà mình có thể chia sẻ, mình có thể giải bày hết tất cả mọi thứ trong cuộc sống, từ những cái chỉ việc vui tới những cái việc buồn. Ví dụ như một ngày đẹp trời, em Ngân vui phát hiện ra một cái chỗ ăn uống satin hay là một cái chỗ ăn uống có món ngon gì đó, thì em chia sẻ thì anh sẵn sàng đi với em. Cái đó là đi liền ấy, chứ đâu có cái gì đâu mà phải sẵn sàng. Hoặc là một ngày kiểu mình chia sẻ, mình nói những cái thứ chị mà mình mình giờ chị muốn biết cái ngoại hình em yêu cầu làm sao nè. Em quan niệm là cái ngoại hình nó sẽ không có tồn tại lâu dài theo thời gian, nên em thì em không có đặt nặng ngoại hình. Nếu mà được chọn một cái hình mẫu lý tưởng á, em thích rất thích cái diễn viên Hoàng Yến Chi Bi nha. Rồi, em con kia có giống đó. Hoàng Yến Chi Bi không? Là em gái. Dạ, em chào anh. Em có biết Hoàng Yến Chi Bi không? Em biết. Ôi trời ơi, diễn viên ca sĩ. Đúng rồi. Dạ. Nhỏ con ha. Dạ. Mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Về tính cách trước thì em cũng muốn bạn nam là một người chân thành, rõ ràng, tức là những cái gì thì sẽ nói thật với em. Em cũng không giỏi mà đoán bạn suy nghĩ cái gì, cũng như bạn thì em cũng hướng về gia đình, tại thì em cũng là chị cả, còn phải lo lắng cho gia đình nhiều hơn. Bạn nam thì cũng muốn bạn là một người đồng hành, tại quan điểm tình cảm của em nó đơn giản chỉ là tình yêu thì là chuyện của hai người mình, gọi là lan tỏa cái năng lượng tích cực, những cái mà hạnh phúc của mình. Ok, thấy hai người này nói chuyện cũng hợp đó ha, từ tốn. Bây giờ hai người mở rào cho gặp nhau đi. Thôi, nào, mở rào. Dạ, chào bạn. Chào bạn. Mình có một món quà nho nhỏ gửi tặng bạn. Dạ, cảm ơn bạn. Dạ, cái này thì là một cái đồng hồ đẻ bàn. Em cũng có ý tưởng là nó tượng trưng cho cái sự tình yêu nó vĩnh cửu theo thời gian. Lá thư nho nhỏ, nhờ bạn Ngân, nhờ Ngân đọc giúp ha. Thì anh đọc cái vế đầu đi ha. Mình đọc vế đầu ha. Ngoài kia Covid lộng hành, trong này đã có linh văn canh dùm. Anh chị giúp đỡ nhiệt thành, mong sao hai đứa chân thành cùng nhau. Phía trước dẫu nhiều trong tranh, đồng tâm hiệp lực vận hành tương lai. Dạ, thì đó là một số cái gửi gắm của mình. Anh cũng chia sẻ là anh còn một cái món quà bên kia nữa, mà món quà kêu quà quý. Nên nếu mà được thì lát em xin phép anh Linh với lại chị Vân cho em, cho chúng em chơi một cái trò chơi. Xong sau đó chơi đúng hay sai gì cũng đều có thưởng hết. Chơi rồi, xong mới có quà. Thật ra thì em nhận món quà của anh thì em cũng có một cái gì đó nó bất ngờ. Em tặng anh cái đồng hồ. Wow, vậy là mình cùng chung chí hướng rồi đó. Nào, bây giờ em hát rap hát gì đó, cái gì em học mà 2-3 khóa đó, đứng lên đây. Rồi, em xin phép luôn. Rồi, bắt đầu. 1, 2, 3, vô. Khi hai ta về một nhà, khém đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Yo, khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Yo, nhớ những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng dừng xe dưới gốc cây trung mưa, đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Yo. Dạ, em xin hát ạ. Rồi. Mình đáp lại. Đó là em đã cố gắng hết sức rồi đó anh. Rồi, ok. Rồi bây giờ bên nhà gái tôi đáp lại. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là mình vui khóc cùng nhau mà, cớ sao ta lại buông cách xa. Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta từng đi qua. Rồi, hát hay anh nha. Lần đầu tiên gặp bạn thì em thấy đồng hương là em thấy vô rồi đó anh. Em do trong đầu em á là em vẫn hình dung là tới tết là em với lại vợ tương lai của em sau này á, sẽ hai đứa sẽ cùng nhau về quê để thăm ba mẹ ở quê. Anh thì anh có định hướng là chắc là anh ở đây rồi anh cũng tiếp tục cái công việc hiện tại của mình thôi. Em cũng ở đây vì cái ngành của em thì ở đây thì mới phát triển được.
thì chắc là sẽ có cách để tính thôi, để lo cho gia đình thôi. Hiện tại thì anh ở một cái chung cư gần khúc Đại học Quốc gia đó, đối diện với Suối Tiên. Ở chung cư của riêng em luôn hả? Dạ đúng rồi, chung cư đó thì hồi đợt ba em mất á, thì ba em có mua cho em một cái chung cư ở một mình đó. Dạ. Nếu có dịp thì mời bạn ghé thăm rồi qua đó chúng mình hú hí mình đó. Anh có phải là một người ít nói không? Anh mong mà cái người bên cạnh sẽ là người nói nhiều hơn mình, chia sẻ nhiều hơn mình. Anh là một người khá là chậm tính á, sống hướng nội. Khi mà gặp người lạ thì ít nói. Nhưng mà người quen thì có nói nhiều không? Người quen đó mà đúng tần số là mình nói cũng dữ lắm. Dạ thì em xin phép anh Linh với chị Vân là chúng em cùng tham gia một cái câu đố. Nó anh nghĩ là chắc em cũng thích món trà sữa như anh đúng không ta? À em không thích lắm. À vậy hả? Dạ. Hy vọng là sau này em bấm nút thì anh sẽ làm cho em thích. Thì đố em là trà sữa thì trà đổ vào trước hay là sữa đổ trước ta? Câu hỏi mở đúng không? Câu hỏi mở. Em sẽ trả lời theo thực tế thưởng thức cuộc sống của em là khi mỗi khi em nấu trà sữa thì em sẽ nấu trà trước rồi em mới đổ sữa vào. Vậy là trà đổ cho trước hả em? Đúng rồi. Nếu mà trà đổ cho trước, trà biểu tượng cho Dương á, là giống như anh rồi. Vậy là bữa nay là em nói là anh đổ em trước rồi. Anh đổ em trước rồi. À. Nói nó cũng đúng với tâm trạng của anh rồi á, thì anh xin phép gửi em một cái món quà. Ở nhà anh vẽ một bức tranh để anh tặng cho em. Dạ. Nhà anh là ngay chỗ đây nè. Dạ em chích bức dưới nè. Ok, chúng ta về ghế đi các bạn, hết thời gian rồi. Nào chúng ta xem ý kiến người thân cái đã. Tôi là mẹ của cháu Tiên Ngân. Vì dịch bệnh, gia đình ở xa không đến được trường quay. Muốn thông qua chương trình này, muốn gửi đến chương trình và nhắn nhủ với con. Muốn tìm một người bạn đời thì trước tiên người bạn đời này phải có trách nhiệm với gia đình, phải biết yêu thương, chia sẻ, sống có đạo đức, phải trung thực, và một người phải có sức khỏe tốt và có công làm công việc làm ổn định. Cô cũng khuyên cháu là tìm một người bạn đời của mình là nó hình thức nào cũng tương xứng một chút, không có gia trưởng, có ý chí cầu tiến, biết thương yêu, biết chia sẻ, vậy là đủ. Xin cảm ơn. Mẹ muốn nói với con, trong tình yêu phải xuất phát từ trái tim, phải chân thật thì tình yêu đó mới bền, mới tốt đẹp được. Mong con, các con cho nhau cơ hội để tìm hiểu, để tiến tới hôn nhân. Gia đình cũng xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện. Xin chào. Bây giờ hai bên để tay nút bấm đi các bạn. 1 2 3. Rồi, chúc mừng các bạn. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Hả? Không phải bắt tay. Nắm đây thế nè. Đó, đúng rồi đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã có một ngày rất là vui rồi ha. Thôi, chúng ta cố gắng nuôi dưỡng mối tình này để chăm sóc cho nó tốt. Như vậy là chúng ta đã có một cái kết rất là đẹp thưa quý vị. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai em. Đầu tiên thì cũng thế là cảm ơn thôi, cảm ơn chương trình, cảm ơn anh chị Hồng Vân, anh Linh đã tạo cơ hội cho tụi chị có thể tìm thấy nhau. Thì mong là sẽ trân trọng cái cơ hội này. Không thì mình đánh giá là chắc là khoảng 80%. Bởi vì mình mong nhất là tìm được một người mộng mơ của mình. Là cái đó là cái mà mình thấy là tầm mắt. Và thứ hai nữa là về tính tình thì sau khi mà chia sẻ trên chương trình ấy, thì thấy là tính tình hai đứa thì mình cảm thấy là có một sự chân thành. Thí dụ bên kia đàn gái mà ta đặt vấn đề là bắt rễ thì em nghĩ sao? Dạ thì bắt rễ thì cũng được, nhưng mà đừng bắt em luôn được rồi. Ví dụ mà đừng có cho em về, ví dụ mà hai vợ chồng về thăm ba với mẹ thì cho chứ. Dạ không có, anh sợ nhiều khi rồi không cho về, không cho về nè, ông về là ông chết luôn. Mời bạn nam. Mời các bạn.
Rồi, mời em giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Và xin chào quý vị khán giả và bạn nam. Rồi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Khánh Đông. Em năm nay 24 tuổi. Quê gốc em ở Cần Thơ và hiện tại thì em đang sống ở Sài Gòn. Hiện tại thì em đang là giáo viên. Em giáo viên dạy cái gì em? Dạ, em giáo viên dạy mầm non. Mầm non. Rồi, mời bạn nam. Kính chào quý vị khán giả và các anh biết. Đang thế này mà chuyện gì? Bình tĩnh nào. Gần xa. Chào anh người đến anh Cát Tường, bạn gái như vậy. Vậy chị Cát Tường, chị Cát Tường. Chào bạn. Hơi bối rối chút xíu. Em hôm nay là 27 tuổi, hiện tại là nhân viên phân phối xuất nhập khẩu trái cây ngoại nhập. Dạ, em sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em ở khu Đức. Quê đâu? Dạ, quê em khu Đức. Dạ, khu Đức. Kế bên quận 12, đó giáp ranh với Bình Dương. Là đâu? Thành phố Hồ Chí Minh. Nó nằm khu vực nào? Đối diện em à. Em ở gần ngay từ ngã tư Bình Phước á. Là sao? Chỗ nào? Hiện tại em sống ở quận khu Đức. Bạn gái cười rồi kìa. Giận chiều tí cho vui thôi. Khớp nhưng mà dễ thương lắm. Điểm mạnh điểm yếu của bạn đi, bạn làm luôn đi cho đỡ rung. Điểm mạnh là của em là ăn nhiều, nói nhiều. Em ăn là em ăn bằng cái khâu á. Khu cái máng chưa. Dạ. Nói thì em nói nhiều lắm. À. Cái hạn như là anh Nguyễn Linh rảnh thì nói chuyện với em cả ngày. Nhưng mà trừ khi là em đừng đói bụng quá được rồi. Điểm yếu của em là nhát gái. Với lại em ưa nói chuyện mà gung gung á. Với cà lâm hạn như bây giờ. À. Vậy là nãy giờ đang gung á phải không? Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Em thì có một vài ưu điểm như là mọi người thường nhận xét em là dễ gần, dễ tính. Em thì biết hát, biết múa chút chút thôi, biết đọc rap, biết nấu ăn chút chút. Thôi bây giờ anh kia anh gung quá đâu, em đọc rap thử coi. Bữa giờ lên đây chưa ai đọc rap. Cô ơi cô đừng đi lấy chồng, về Tây Đô bên dòng sông tôi ngồi hát. Cô nghe đó trời ơi, cô đừng đi lấy chồng, để tôi ngồi buồn bên bề hát ly cây bông. Ơi họ là họ ơi, trăm đầm gì đẹp bằng sen. Em xinh đẹp không cần bằng khen, mới tí tuổi mà đã biết thẹn. Gồ bột kết nên tóc em đen, dáng dịu dàng và đoan trang. Đừng vội về nhà chi sớm em ơi. Khoan, bông trắng là bông xanh nè. Chỉ cần ta cùng bên nhau và cùng chung một cơn mơ, chứ đừng bánh bồi. Bên lỡ để anh hỏi mà không hề mong chờ. Quá dữ. Sao bạn Nam đọc sao bạn như bên kia được? Dạ dạ không, em mới đọc luôn. Bạn có tài lẻ gì không? Dạ không luôn. Hay không? Em thấy hay không? Dạ quá hay luôn. Quá hay luôn. Mà này thiếu nhạc xíu nữa. Cái đó nãy giờ điểm mạnh không ha. Còn em có điểm yếu gì không? Nói cho bạn trai nghe luôn. Tính em vội vàng rồi hơi nóng tính xíu. Gọi là hậu đậu hay quên. Rồi nhút nhát nữa. Lúc âm nhạc đâu thấy nhút nhát đâu. Dạ âm nhạc thì bung lụa. Còn có nhiều cái. Ví dụ như sợ mấy con côn trùng như dán nhọn này kia. Tình trường thì sao? Tình trường thì em nó trải qua hai mối tình. Mối tình thứ hai thì chia tay cách đây một năm rồi. Chuyện như là không thể chấp nhận được. Không chấp nhận được cái gì em? Tại vì lúc đầu em thấy ảnh cũng man lắm. Nói chung. Ủa rồi khúc sau hết man hả? Cái qua cái cử chỉ và hành động á thì hả em nghi là người này không có man. Dữ sướng dữ sợ. Rồi đó là sao anh lên nãy giờ check em khẳng định với cô ấy em là ai? Dạ em là nam 100%. Em trải qua mấy mối tình rồi em? Em có hai mối tình. Mà mối tình đầu thì em năm hồi 17 tuổi. Trời ơi sao. Thứ hai em chia tay khoảng hơn một năm rồi. Đang tìm hiểu, thấy không hợp thì không có quen nhau. Có hung chưa? Dạ chưa có. Thiệt không? Dạ thiệt. Mối tình trước 17 tuổi có hung không? 17 tuổi thì có hung. Chắc kỳ vậy, 17 tuổi thì có hung. Mà bây giờ thì không hung. Hồi nhỏ sao vậy em? Thấy mấy người lớn á, người ta thấy người ta hung rồi mình hung thấy hung theo. Người ta sao lúc lớn không hung? Thì lúc lớn rồi thấy đang quen thôi, chừng nào mà vợ em mới hôn. Trời đất ơi. Còn yêu nhau cũng chưa hôn luôn. Yêu nhau mà yêu quá thì chắc em làm liệu luôn. Rồi mẫu bạn gái của em muốn tìm là người như thế nào? Cao khoảng chừng 1m55. Gọi là nước da mà ngăm ngăm. Tóc dài. Mua đen thích truyền thống. Em thích một nửa. Cái gì cũng nửa. Điểm gì em không thích ở người bạn gái? Ăn nhậu rồi hút thuốc. Dạ. Em có ăn nhậu hút thuốc nhiều mà em? Dạ không. Xăm mình. Ví dụ mà xăm mông thì được. Hả? Sao vậy? Tự nhiên xăm mình mà không được mà xăm mông được là sao? Hả?
Dạ, có nghĩa là khi về xăm mình á thì người ta sẽ lúc nào người ta cũng khoe ra thì giống như giang hồ á. Dạ, còn xăm mông thì không ai mà đưa ra đó. Dạ, nếu mà đưa chỗ kính. Có nghĩa xăm mông là để mình em coi thôi thì được. Dạ. Còn xăm mà cái gì mà ngoài người ngoài thấy là không được. Nếu mà xăm mông á mà bạn gái nó cho phe người ta coi á, muốn vậy thì em cho luôn. Người quan trọng dám không? Chắc dám à. Không ai, em thấy không ai đi ra đường mà đưa cái mông ra. Rồi bây giờ là mình chuẩn bị để kết hôn chưa? Dạ thì chuẩn bị về mà gọi là tinh thần rồi. Em và ba mẹ em thì gia đình thì được, ok. Mà quan trọng là bạn gái chấp nhận em không thôi. Ủa em có bị gì không mà bạn gái không chấp nhận? Không có, sợ em không chuẩn men. Em chuẩn 100%, sợ người ta nghi ngờ mình phải khẳng định được. Tại sao là mình sợ người ta nghi ngờ mình? Tại vì thấy bằng đồ thấy nó màu sắc quá. Mấy cái chị cho em chọn áo em nè. Anh đem tới mấy cái áo? Ba cái áo. Áo màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Tôi tưởng ổng đem màu đen, màu xám, màu vàng. Mà mấy chị chương trình chọn cái màu vàng. Trời ơi. Tại chị dặn em là mặn đồ mà sáng sáng. Thì em vô em thấy thì nó là em vô thì sáng là màu trắng là sáng. Còn cái này là nổi. Dạ màu trắng thì nó em không thích màu trắng. À dạ. Em thích nhất màu gì? Dạ em thì thích thì dạng như là màu đỏ. Màu đỏ hợp với em. Mai mốt lấy vợ về rồi tiền ai quản lý? Thì vợ quản lý. Dạ ông Lý em có nhiệm đưa hết. Đưa hết luôn. Đưa hết luôn. Rồi tới hồi cần cái gì xin lại vậy? Không có gì, nếu mà em không, ví dụ mà cho thì lấy, không cho là thôi. Rồi không cho tiền đâu xài. Khi mà em, ví dụ giả sử trường hợp bị bể bánh xe ơi, thì em alo cho vợ. Nó nói em ơi anh bị bể bánh xe, anh không có tiền. Vợ em ví dụ mà thấy vậy á, phiền phức quá mốt đưa tiền em. Em muốn lấy bất cứ chuyện gì anh cũng kêu em hết trơn á, đúng không? Vậy đây là một cái sách hay á chứ. Được. Hay á, chịu anh rồi đó nha. Được. Này có duyên quá mà. Lấy anh này về không sợ buồn đâu em. Ha. Được á. Rồi để anh coi bên đàn gái thế nào nha. Dạ anh chào anh Linh. Chào anh gái. Bây giờ em nghe anh bên đó anh nói chuyện thấy sao? Dạ vui, hài hước. Vấn đề làm dâu á sao em? Vấn đề làm dâu thì chị em thì ở riêng rồi, còn có mình em mà, cho nên nếu mà anh đi rồi ở nhà có mình ba mẹ. Tức là em đang ở với ba mẹ luôn? Dạ đúng. Nếu anh về nhà em ở luôn được không? Dạ được. Để anh hỏi dù ở rể có được không? Em gái bên đây cũng dễ thương lắm. Em ấy cũng muốn ở nhà chăm sóc bố mẹ. Rồi thí dụ bên kia đàn gái mà ta đặt vấn đề là bắt rể thì em nghĩ sao? Dạ thì bắt rể thì cũng được, nhưng mà đừng bắt em luôn được rồi. Ví dụ mình đừng phải cho em về, ví dụ mà hai vợ chồng về thăm ba với mẹ thì cho chứ. Dạ không có, em sợ nhiều khi rồi không cho về, ông không cho về nè, ông về là ông chết luôn. Dạ em hả, bắt luôn rồi chết luôn á. Em hay khóc không? Nếu mà tùy theo trường hợp. Trường hợp nào em rơi nước mắt rồi? Trường hợp gì vậy chứ, như là người yêu mà chia tay á thì đó là mình rơi nước mắt á. Nhưng mà cái cảm giác đó em chưa bị à. Giờ hôm nay bạn gái đi với ai? Em đi với ba của em đó. À có ba theo hả? Xin chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường. Tôi là ba của Khánh Đông. Thì cái phần còn lại á thì để chúng tôi nói quyết định. Còn về cái phần mà nhận xét á, con tên gì nè? Dạ con tên Tiền, Nguyễn Văn Tiền. Ờ Nguyễn Văn Tiền. Dạ. Hình dáng thì như là khỏe mạnh, chắc chắn, cao ráo, thì cũng đẹp trai đó, chững chạc, như thì vui tính. Rồi điều đó thì chú cũng chịu rồi. Nhưng mà có vấn đề nãy vừa nói, vấn đề mà có bắt rẻ hay không á thì chắc chắn là chú không để bắt luôn đâu. Vì Khánh Đông thì ở với chú, cô chú thì cũng gần 60 rồi. Dạ. Nhà thì rộng chứ không có hẹp đâu, ở quận 8. Thì có điều kiện mà hai đứa cho nhau cơ hội mà tiến tới hôn nhân á thì chắc lẽ ở với chú có được không? Đó là chú hỏi thẳng luôn. Cũng gần dạ, ở thành phố phương mấy quên nãy bỏ nói. Dạ con ở quận Thủ Đức. Thủ Đức là đâu? Cũng gần Thủ Đức. Dạ, thì Thủ Đức là nói về là con giáp ranh Bình Thạnh. Quận 9. Bình Dương. Quận 12. Nói cái người chị thì đã gả rồi. Dạ. Đã riêng rồi. Mình thấy nếu mà gả nữa đi nữa thì cô đơn lắm. Kể như bây giờ chú đồng ý rồi đó ha. Yeah. Thì giờ chờ chỉ trao quyền lại cho mấy đứa, trao cơ hội thôi. Chú đồng ý, nhiều khi bạn gái con ví dụ sau này vợ con thì không đồng ý cũng như không luôn. Thì con gắng thuyết phục mà chắc được nghe lời chú mà không sao đâu rồi nha. Dạ. Yeah. Cảm ơn chú ạ. Rồi. Em đi với ai? Những ba bạn đồng nghiệp của em và chị họ em nhưng mà khác họ. Yeah.
Dạ, em kính chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là chị làm chung công ty với em Tiền. Thì em gái này rất là dễ thương. Theo mà kinh nghiệm mà với em Tiền bao nhiêu năm á, thì em gái này cũng nằm ở trong danh sách một số bạn gái mà Tiền đưa ra tiêu điểm. Chị cũng mong là hai đứa em là có cơ hội để tìm hiểu với nhau. Rồi, cảm ơn chị. Thôi, bây giờ kéo màn lên ha. Dù nhớ cái vụ mà thứ bảy nhật cho về không đó nha. Kéo màn lên. Mời bạn. Anh chào. Hồi nãy anh có nói với em, anh chưa có nói là có khuyết điểm. Bạn nhắc tặng quà kìa. Anh có món quà gửi em. Nói hiện tại là công việc của anh đang làm. Dạ, cảm ơn, em cảm ơn anh. Cho em gửi. Chị cảm ơn em. Chắc là trái cây rồi ha. Dạ. Cho em gửi anh Quyền Linh. Trái cây. Là cái gì đây? Dạ. Thì cái gì đó chứ anh Quyền Linh mở rồi biết. Còn mấy kia cho ai? Dạ mấy kia là cho mấy bạn ở dưới quay phim. À dạ. Dạ. Có quà quay phim nữa. Không cho mấy quay phim là đâu có cái vỏ xin gì đâu. Dạ. Bắt đầu có nhận xét gì vậy em? Nói chung là hơn những gì anh mong đợi. Đẹp gái. Mà anh thấy anh giống như là anh nãy anh nói chưa nói hết điểm anh á. Là anh xấu trai. Nhưng mà anh thấy anh giống như là Ngu Mà Dương đi công chúa quá. Không, anh nhìn anh cũng được mà. Làm gì tệ Ngu Mà Dương vậy? Ngu Mà Dương. Đẹp trai mà. Sao không tự tin gì vậy? Bác trai khen đẹp mà. Ngu Mà Dương đi công chúa nhưng mà hai vợ chồng đó anh. Hay đó không? Đẹp trai. Để cho anh thoải mái xíu, em chỉ anh một đoạn rap á. Em một hát đoạn rap đi bây giờ, thử em một rap. Câu thử coi. Anh có nói anh không biết rap, không biết hát gì giờ anh biết múa minh họa không? Nát dở lắm. Vậy anh diễn đi. Thôi để anh cố gắng để anh hát cho em nghe mà em đừng có chê dở nha. Khi em ngồi bên bên những buồn phiền xong anh biến tan. Tiếp đi. Tự tin lên nào, tiếp đi. Em như ánh sáng sao cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không ngoan thành. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi em lúc vui vui gần hờ xin em bỏ qua. Sao mà anh buồn quá giờ, anh hát về yêu mà sao mà anh buồn quá giờ? Mà anh có đôi mắt vui chứ. Mà anh buồn là anh căng thẳng á. Thôi vậy giờ anh hát tặng anh nha. Em chỉ cần một người xin em đi ăn món ngon mỗi ngày. Em chỉ cần một người sẽ khiến em cười vui. Cổ muốn là nếu người chồng cổ thì hôn cổ mỗi ngày, được không? Được không? Vẫn đi ăn luôn. Ăn là sở trường anh mà. Anh đã nói chuyện mà hôn mỗi ngày kìa. Hôn mà hôn cũng được. Anh thương là anh hôn hết. Em thích trai hay gái em? Nói chung trai gái sao cũng được. Vậy, con chồng là dạy nó được không? Em là giáo viên em phải dạy nó được rồi. Lỡ như mình dạy con ta được, còn con mình dạy không được sao? Không có, anh có cách trị hết. Không nghe lời là anh không cho ăn trái cây. Trời giống em đó. Ví dụ mà hai đứa mình tiến xa, em muốn ở đâu? Ta nói rồi, bắt rễ đó. Không, tại nãy nói nhỏ anh không nghe rõ. Quận 8. Quận 8 là đường nào em? Quận 8 đường Dương Bác Chẹt. Ngay cầu Nguyễn Văn Cừ. Anh ở Thủ Đức hả? Anh ở Thủ Đức. Thôi được rồi em có những khuyết điểm vậy á, nãy á, rồi anh có chấp nhận được không? Tướng anh về chứng men chắc được, anh chấp nhận được hết á. Cái quan trọng là em có một điểm mà tốt là được rồi. Show ca gì anh chấp nhận được hết. Em thấy anh bị chuẩn men thiệt á. Quen nhau mà có cái gì đó khó khăn á, anh có cùng em vượt qua những cái khó khăn trong tình cảm không? Hả? Anh sẽ vượt hết đó em. Người ta nói cái câu như thế này rằng: đường đi tuy khó, không khó. Khó ở chỗ là ngăn sông cách núi. Mà Không, anh xin lỗi. Nói lại. Nói cho rõ ý nha, đường đi không khó. Khó qua không có đi khó. Đường đi tuy khó. Không đi tuy khó. Khó không khó ở chỗ là ngăn sông mà cách núi. Mà khó ở chỗ lòng người ngại núi hay sông. Thật sự là anh nói chuyện thì không biết nói chuyện như thế nào. Mà gọi là lãng mạn hay là để được mà em chấp nhận. Nhưng mà anh sẽ nói chuyện ra là xuất phát từ trái tim của anh mà cho em biết. Và anh hy vọng anh và em sẽ cùng đập trái tim với nhau. Biến trái tim trên màn hình đó thành một trái tim màu của tình yêu. Anh nghĩ rằng khoảnh khắc này là thật tuyệt vời. Khi chúng ta về già, ngày nói con cháu chúng ta biết rằng ngày xưa ông và bà đã quen nhau như thế này. Và hạnh phúc cho đến ngày hôm nay. Và nắm tay nha, chặt nha em. Ở
đó không em? Dạ. Hay quá. Hay quá. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa sao anh bấm vậy? Rồi bây giờ hai bạn nắm tay nhau đi. Một cái hôn đầu tiên. Rất tuyệt vời chàng trai. Đây những chiếc vé xem phim Quê Thống Cùng Rạp và 212 đi chiến thắng Cinebox. Đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Tặng cho hai bạn sản phẩm của nhà tài trợ Kumagol. Hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Em 15 triệu lận đi. Rất dễ thương. Đây là một cặp ấn tượng đấy. Mời nhà trai. Rồi, mời anh ngồi ạ. Mời nhà gái. Chào cô gái, mời cô gái ngồi. Thôi bây giờ mời nhà trai giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Dạ, dạ chị Ngọc Lan. Em tên là Mức Đẳng, năm nay 46 tuổi. Dạ, em làm kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do? Dạ. Kinh doanh về gì em? Em mua bán hủ tiếu, mì thịt tiệm đồ, dạ. À, dạ. Bán ở đâu? Em bán ở Liên Lương anh. Là hôn xuân với những người bạn mở cái quán mì thịt tiệm ở Liên Lương. Từ quê mình ở đâu hay là ở từ quê em ở Sài Gòn luôn. Ở Gò Vấp luôn? Dạ. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em xin chào anh MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Cùng toàn thể khán giả có mặt ở chương trình. Em tên là Nguyễn Thị Thùy. Em sinh năm 1982. Hiện nay em đang làm công việc là nhân viên văn phòng. Dạ, mình đang sinh sống ở đâu vậy chị Thùy? Hiện tại bây giờ em đang sinh sống ở Đồng Nai. Dạ. Mình nói cho nhà gái biết ưu điểm, khuyết điểm của mình đi em trai. Dạ, điểm mạnh của em thì chia sẻ trong cái công việc chuyên nhiên hàng ngày, chia sẻ cùng với gia đình, tức nghĩa là phân công ra, tức nghĩa là người nào đi làm thì còn người nào làm việc nhà thì người đó là mà tụi em biết chia sẻ trong công việc, trong gia đình, giữ con, việc gì có thể làm được hết. Dạ. Còn em ưa giúp đỡ người khác khi người ta khó khăn cái gì đó, em làm từ thiện. Rồi tốt. Dạ. Đi chùa. Dạ. Còn cái điểm yếu của em thì nói chung thì có cái gì bức xúc là nói ra liền, chứ không để mà để cho ngậm ngùi, để mà lâu nó bùng phát. Để em nói ra liền là phải tự giải quyết liền. Dạ. Ngồi tức nghĩa là có gây lộn cái gì đó thì em bỏ em đi uống cà phê xong rồi chúc em quay về quay giải quyết cho nó xong. Dạ, xong rồi giải quyết cho vấn đề cho nó xong. Dạ. Rồi. Dạ, cái điểm yếu của em này. Mời nhà gái. Mình có ưu điểm khuyết điểm gì hả chị? Dạ, em có ưu điểm mạnh của em là một người nói chung là cũng chịu thương chịu khó, chăm chỉ làm việc và cũng hòa đồng với bạn bè, vui vẻ và cũng có một tí hài hước. Còn điểm yếu thì nói chung là cũng đôi lúc là cũng có tính có một tí cố chấp và cũng nóng nảy và có một cái tật xấu là cũng hay ngủ nướng mà ngủ rất là nhiều luôn ấy. Dạ. Với hai nữa là cũng thường xuyên xem phim, mà tật xấu xem phim là phim hay hoặc là phim trai đẹp là xem đến xuyên đêm luôn. Đó là coi hết tật thôi. Xấu. Coi hết thì thôi, coi bao giờ hết phim rồi. Không, đó là mình tận hưởng đó chị, không sao cả. Mai mốt kiếm người về coi chung còn vui nữa. Cũng mong thế. Dạ. Bên đây ta đi nấu nướng bán buôn hoàng về ta cũng muốn xem phim lắm á. Đúng rồi. Rồi, bây giờ thì mình cho bên nhà gái biết là đường tình duyên mình sao nè em trai. Dạ, đường tình duyên em nó cũng lận đận anh. Lận đận. Dạ, em có hai đời. Dạ. Hai đời vợ hả? Dạ, đời vợ trước thì có đứa con 5 tuổi thì bà xã không may bị mất. Sau rồi. Em gặp cái cô đó thì năm 2006 tới bây giờ luôn thì em thôi. Do là mâu thuẫn gia đình, hai cái quan điểm nó khác nhau. Nói chung là em cũng tự lập, tự gây dựng nhà cửa. Mà cái cô này thì tối ngày cứ về nhà mẹ, không trông coi nhà cửa. Cứ đi về về để ăn trộm, nó vô nó cài cửa, một năm cài cửa 4 lần. Dạ. Rồi coi như không hợp nhau đi. Dạ, không hợp. Mình có một đứa con đầu thôi. Dạ, đứa con đầu con gái là 23 tuổi. Nằm học năm thứ 3, đại học Hoa Sen. Hoa Sen.
Còn rồi. Thằng nhóc sau này là 15 tuổi. Nhưng mà không có đứa nào ở với em á. Đứa con gái thì nó có nhà ổn định, riêng nó ở riêng rồi. À. Với cậu nó, còn thằng con trai thì nó ở với mẹ nó. Em vẫn chu cấp bình thường. Là em ở con mình với bà già thôi. Dạ. Rồi, bên nhà gái đã nghe sơ sơ về lý lịch của chàng nhà trai rồi. Bây giờ nhà gái của mình đường tình duyên như thế nào? Mình nói cho nhà trai biết đi. Dạ, đường tình duyên của em thì em trải qua một mối tình, và nói chung là trải qua hai mối tình, nhưng mà một mối tình đầu thì là đơn phương thôi. Yeah. Hồi đi học đơn phương, còn sau mối tình thứ hai thì yêu nhau và quen nhau được 6 tháng rồi đi đến hôn nhân luôn. Thì hai vợ chồng nói chung là sống với nhau cũng không có vấn đề gì, chỉ có mỗi cái là về cái phương diện tình cảm rồi mọi cái không có vấn đề gì, nhưng mà vì chỉ có một cái bệnh trong người ấy, là sống với nhau được khoảng 6 năm. Hai vợ chồng sống với nhau được 6 năm thì mình không ở với nhau 6 năm mà không có con á. Thế cho nên là mình cảm thấy là áp lực từ gia đình hai bên nó cũng nhiều. Với cả anh ấy lại là con trưởng con một nữa, cho nên là bắt buộc phải có cháu. Vì thế cho nên là mình chủ động là chia tay với anh ấy để cho anh ấy là có thể là tự do và tìm một người mới có thể là sinh con đẻ cái anh ấy được. Thì sau khi ly hôn được, hai vợ chồng ly hôn được 2016 là bắt đầu chia tay ly thân, và đến 2021 thì mới bắt đầu dẫn đến ly hôn. Thì anh ấy đây đã có gia đình và có con thì mình mới quyết định là ly hôn với anh ấy. Thì ly hôn xong thì sống từ đấy giờ là sống độc thân như thế, không quen biết ai. Với hai nữa là mình cũng làm việc trong cái môi trường gọi là ít tiếp xúc với cả con trai ấy. Yeah. Là suốt ngày chỉ biết làm việc, xong rồi ngày đi làm tối về đi xem phim thôi, tối về là mở tivi xem điện thoại, là không tiếp xúc với cả những cái môi trường mà có con trai nhiều, cho nên là cuộc sống kiểu nói chung là cảm giác nó kiểu cứ hơi độc thân như thế, hơi buồn. Trời ơi, cô gái xinh đẹp thế này mà sống buồn quá nha. Sống một mình rất là buồn luôn. Bên đây cô gái rất là xinh luôn á nha. Dạ. Ở một mình đó. Em cảm ơn chương trình. Đó. Dạ. Ở một mình thôi, cứ xem phim thôi, hiểu không? Bây giờ nè, em muốn tìm một người yêu thế nào, em diễn tả xem có thể giống cô này không? Em không cần đòi hỏi gì hết. Ừ. Em chỉ cần cái người bạn đi cùng em. Vậy thôi. Vậy thôi hả? Dạ. Đơn giản vậy thôi, dạ. Rồi, hiểu em rồi. Anh cũng đã trải qua hai đời vợ rồi. Đúng nên rồi. Bây giờ anh cũng đâu có mong cầu cái gì nữa. Nhưng mà giờ em gái nó quan trọng nè. Đúng rồi, khó đó. Em muốn tìm một người thế nào? Nói chung là em bây giờ muốn tìm một người là hiểu em, quan tâm chiều chuộng hiểu em là cũng được rồi. Còn những vấn đề khác em không để ý. Hiểu thì chắc em sẽ có kinh nghiệm để hiểu ha. Dạ. Quan tâm chắc có kinh nghiệm rồi. Dạ. Để quan tâm hiểu cô gái này thì cũng không khó đâu nha. Dạ. Cố gắng lên tùy theo em thôi. Bây giờ chị nói cụ thể đi. Là chị muốn có một cái người bạn trai ngoại hình như thế nào? Cái hình mẫu lý tưởng như thế nào để em chạy qua bển em coi nó có giống không? Nói chung hình mẫu lý tưởng thì người phụ nữ nào cũng thích, nói chung là cao to. Cao to đẹp trai. Cao to đẹp trai. Có cao có to. Em chào anh. Đó. Chào em. Dạ. Qua coi đi. Cao to chị ơi. Nhà trai tôi mặn mòi lắm à. Mặn phong mòi. Trầm chắc lắm. Nịch. Trời ơi. Nấu dê chín, nấu bò tiêu đó. Còn bếp mà nấu ăn bán đồ ăn nữa mà. Rồi cái gì nữa không chị? Thích gì nữa? Một cái thích đấy là thích được người nấu cơm, nấu đồ ăn cho mình. Trời ơi, khỏi lo, mình đây nấu tới cái gì luôn. Ăn sáng ăn phở, chiều ăn mì vịt tiềm, ăn hoài luôn. Vậy đi, không lo gì hết. Rồi chị có điều gì không thích không? Có điều không thích là mong cái người con trai đấy đừng có gọi là đừng có gia trưởng, rồi là bảo thủ cố chấp quá. Nói chung là nhường nhịn phụ nữ tí. Người con gái bên em nhẹ nhàng, dịu dàng lắm, hay lắm. Anh có gia trưởng không? Không, anh người Nam mà, đâu gia trưởng. Anh sống hòa đồng mà. Dạ. Có thể giữ con, gu con nữa. Ừ. Được đó. Đó, bên ngon lành. Đó, dạ. Bên đó hay lắm. Chị được. Ơi, bên đây cũng được lắm chị ơi. Chỉ cái số phận không được may mắn lắm thôi. Đúng rồi. Lần đần thôi. Có lẽ là không may mắn là để hai anh chị ngày hôm nay gặp nhau đó. Mình đi với ai vậy em gái? Dạ, em đi với cả em trai em và một cô bé đồng nghiệp làm cùng em ạ. Em xin chào anh Quyền Linh, cùng chị Ngọc Lan. Em chào anh. Em là em trai của chị Thùy. Em nhìn anh thì anh trải qua hai mối tình, hai đời vợ ấy.
Thì em nhìn anh là thứ nhất là chắc chắn về gia đình thì anh là ok rồi. Anh cùng là một cái gu của em, muốn làm đầu bếp ấy. Chị của em cũng có thể nấu ăn được ngon. Thì em thấy anh cũng là ok rồi. À, cùng muốn làm đầu bếp luôn. Được ha. Anh để với em trai là kết hợp được á. Cảm ơn em. Rồi, nhà trai mình đi với ai vậy? Đi với hai bé gái, cháu gái. Dạ, con chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan và mọi người ở trường quay. Con thấy cô này sao, nói cho cậu nghe đi. Thì con thấy cô là một người xinh đẹp, dịu dàng, toát lên cái vẻ là rất là chăm lo cho gia đình. Nếu như mà hợp với cậu con á, con nghĩ là hai người sẽ rất là đẹp. Ừ, rồi, ok. Cảm ơn cô gái. Mở rào. Bây giờ hai người bắt đầu trò chuyện đi nha, để xem sao. Anh có món quà này, tuy nó xấu nhưng mà trong lòng rất là đẹp. Tại vì anh tặng cho em mực ong để uống để giữ gìn sức khỏe. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh ạ. Tặng anh cây may mắn và mong là nó sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho anh ạ. Tức nghĩa là anh lúc nào cũng giữ nó. Dạ. Thì anh ở bên em. Dạ. Em nhận xét người đàn ông như thế nào khi mà tức nghĩa là đã đổ vỡ hai lần? Cái này em cũng khó nhận xét, tại vì nói thật anh là em cũng va vấp ít chứ cũng chưa được nhiều. Tại vì nói chung là anh cũng mong không may mắn gì được tình duyên. Dạ. Anh cũng muốn tìm một người phụ nữ nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Đôi lúc anh cũng sợ. Dạ. Thử anh mới hỏi em điều đó. Dạ. Em cũng giống anh thôi, tại vì là cùng hoàn cảnh nên mình hiểu được. Tại vì mình đã đổ vỡ một lần rồi thì mình sẽ cảm giác rất là sợ. Vì thế cho nên là mình cứ sống trong môi trường nó độc thân nó mãi như thế thì mình rất là sợ. Tại vì theo quan niệm của anh là anh có một cái quy tắc. Dạ. Tức là trong cái mối quan hệ nếu mình sống chung với nhau á. Dạ. Có một cái nội quy riêng, tức nghĩa là có cho dù gây lộn cấp mấy không bao giờ ra khỏi nhà trong lúc 11 giờ ở trong nhà, muốn nằm đâu nằm. Dạ. Tức nghĩa là hai người đang giận nhau đúng không? Dạ. Anh muốn nằm đâu nằm, nhưng mà đi đâu đi cũng phải 11 giờ về trong nhà, ngủ trong nhà. Dạ. Chứ không bao giờ đi qua đêm kiếm cớ đi nhậu hay cái gì đó. Không biết là em có thấy anh khó chịu hay không? Dạ không, tại vì em, con người em thì cũng ít khi tụ tập lắm, ít khi tụ tập bạn bè. Còn mà anh có một cái khúc mắc gì là anh nói thẳng ra, nói hết rồi thôi, hai đứa cùng nhau mà để mà chia sẻ trong cuộc sống. Bây giờ mình ngồi ghế đi, ngồi ghế còn nói chuyện lâu xíu. Bây giờ mình bàn nhau cái chuyện con cái đi. Nói chung là về phần con cái thì em là người nghĩ cũng thoáng. Tại vì thứ nhất là trước đây thì em cái thời giai đoạn mà ở chung với nhau nó muộn con thì em mới là rất là cần. Nhưng mà đến lúc là sau đấy là em ly hôn rồi và sống độc thân mãi đến thời điểm bây giờ. Tự nhiên em không cảm thấy, em cảm thấy em nói bỏ quá, tự nhiên em cảm thấy em không muốn có con nữa ấy. Kiểu như là cái cuộc sống độc thân với cả là tự do tự tại của mình nó quen rồi. Cho nên ví dụ như mà anh và em có đến được với nhau, chẳng hạn có đến được với nhau ấy. Nhưng mà có anh, thì về có phần con làm cái em cũng thay đổi không quan trọng. Dạ. Tức là em nói em sống tự do nó quen rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh muốn tìm hiểu em muốn cái gì đó thì em có cảm thấy nó có gàng buộc một cái gì đó không? Tại vì em nói em sống tự do nó quen rồi. Dạ, em sống tự do nó quen rồi, nhưng mà ví dụ như là anh yêu cầu một vấn đề gì đấy thì em phải xem cái vấn đề đấy xem là em có, ví dụ em có đáp ứng được không chẳng hạn hay như thế nào đó. Tại vì mình quen em cũng nói thật với anh là em đồng quen nhau. Em tự do nó quen rồi nên em cảm giác cuộc sống nó tự do tự tại ấy, nhưng mà đợt vừa rồi cũng em cũng mọi người cũng khuyên đấy là nên cho mình một cái cơ hội để tìm hiểu thêm một lần nữa. Đấy, cho nên là em mới quyết định là đăng ký tham gia chương trình thì xem mình có cái may mắn đấy không. Tại vì cái số của em từ trước đến giờ là hình như là nó không may mắn về cái đường tình duyên với con cái sao á. Cho nên em rất sợ. Anh cũng may mắn mà em cứ nên nghĩ không có đường nào bế tắc á. Chỉ chẳng qua là mình không chọn đúng con đường thôi. Dạ. Không có đường nào gọi là bế tắc á. Dạ. Anh lên bờ xuống ruộng nhưng anh vẫn đứng dậy tìm cho mình một lối đi khác. Vậy thôi, chứ không có bao giờ mà gục ngã dưới cuộc sống á. Dạ. Anh cũng còn mong em là anh sẽ mang lại những gì cho em cần thiết nhất trong cuộc sống. Rồi. Bây giờ em trai bước tới nắm tay em gái đi. Mình cảm nhận như thế nào, mình có thể hát tặng em gái một bài ha? Hay là làm cái gì đó?
Không, bây giờ mình đổi đi, mình đừng ca hát nữa. Ừ. Anh có tài gì ngoài ca hát không? Anh có tài lẻ gì không? Dạ tài lẻ hả? Coi bói mà... đồ chẳng hạn. Coi chỉ tay đồ có không? Tài bằng dê bằng heo rồi đó. Được không? Dạ. Tài nấu ăn được không? Massage bấm quyệt coi bói rồi biết. Đó anh biết bây không? Bây giờ thí dụ như em đang chống mặt lúc đầu, anh dạ. có thể xoa bóp cho em. Đó, trời à. Ơi đó, đó. Mình thể hiện tài năng của mình liền. Nhào qua đi anh, nhào qua. Thí dụ đột quỵ á. Bấm nhẹ nhẹ thôi nha. Khó gì tôi không chịu trách nhiệm nha. Tại run quá. Rồi cái bài này là để trị liệu dễ gì anh? Chống đột quỵ chị. Chống. Dạ. À dạ. Hay là mình xoa bên mũi, mình xoa bên mũi với lại hai cái giấy tay. Dạ. Mỗi buổi sáng, mỗi trước khi đi ngủ em cho anh cái mật ong á, em pha cái ly nước ấm. Dạ. Với lại em bỏ mật ong vô, nếu mà em bỏ miếng chanh vô, mỗi buổi tối em đi ngủ, sáng em vẫn uống vậy. Nó lọc, cái nhất là nó lọc cơ thể, cái hai là nó có oxy trong máu, nó bơm lên não, nó không có bị. Còn nếu cảm thấy mà mình suy nghĩ mà nó cứ ví dụ trong đầu mình nó quần quần á, em cứ vuốt cho anh. Vuốt trong đầu 5 phút. Dạ. Chứ nhân chung mình ở đây nè. Em bấm vô cho anh. Rồi xoa hai cái lỗ tai, tự nhiên người em nó sáng lại. Dạ, mắt em nó sáng lại. Dạ. Thôi mấy cái này mai mốt anh về anh làm cho chị luôn. Dạ. Dạ. Anh có một bạn massage bấm quyệt hay lắm. Dạ. Mà có mấy cái món này cực hay nè. Bấm quyệt, bấm cái phụ nữ bớt càm ràm. Bấm quyệt sao? Ông đâu ở đâu? Ông đó ở đâu? Tôi kêu công an bắt ông luôn, nhốt luôn. Đừng có cho xuất hiện ở trong cái xã hội này. Phụ nữ mà không cho nói thì làm sao mà chịu được hả mọi người, mấy chị em có chịu được không? Không. Phải nói, phụ nữ là phải nói chuyện. Phải càm ràm, phải cãi nhau, vậy mới vui. Có ba cái chỗ bấm quyệt. Phụ nữ nào mà khó khăn trong chuyện chi tiền đó, bấm cái nó chi thoải mái luôn. Phụ nữ mà ghen tuông bấm hết ghen luôn. Đó, ông đó thì cho ra được. Chứ còn cái ông mà bấm xong nghỉ nói thì nhốt ông luôn. Bấm hết càm ràm luôn đó. Có ai muốn người yêu mình có ba cái chuyện đó nhắn tôi nha. Tôi nhờ bạn tôi bấm cho. Có ba quyệt. Một quyệt là bấm hết càm ràm. Quyệt thứ hai bấm cái chi tiền thoải mái, muốn lấy nhiều lấy. Quyệt thứ ba bấm cái không có ghen. Xong. Đi qua bấm giùm má con đi chứ má con có chuyện gì. Anh hết chương trình xé em cái trang đó nha anh Linh. Xé trang đó ha. Rồi ok. Bây giờ á, mình cảm giác người đối diện sao rồi? Nãy giờ chưa nắm tay luôn đó. Cảm giác sao rồi? Dạ em thì không có gì đó, em dễ lắm. Không, tức là không. Anh... cái cảm giác về sự rung hồi hộp. Hồi hộp, nói chung là từ hôm qua em ngủ không được. Nhưng không mà được. Khi anh gặp cô gái này, anh có rung động hay không? Cũng hơi hồi hộp chút xíu. Nói chuyện nó hơi rung rung. Rung rung đúng không? Không, cái đó là mình rung là vì mình lo lắng. Chứ mình rung động là nó khác nha anh. Dạ. Thật ra cô gái này đó rất là xinh nha. Cô đã sống tự do và sống khép mình, tránh khỏi đàn ông nó xa lắm rồi. Bởi vì em mới sợ điều đó. Đó. Nhưng nếu chúng ta chinh phục được, chúng ta biết quyệt bấm á, bấm cái hết bệnh liền. Anh bấm thẳng vô trái tim cho em. Quan trọng là biết bấm quyệt hay không thôi. Chứ nãy bấm trên đầu thì cái ai bấm không được. Thấy không? Quan trọng là bấm thế nào để con tim họ rung động và trở lại thế giới bình thường đó. Ví dụ chứ như cả chục năm nay đúng không em gái? Dạ cũng tầm 6 năm rồi. Đó thấy chưa? 6 năm rồi. 6 năm rồi. Quên luôn chuyện đàn ông, quên luôn chuyện yêu đương, quên luôn chuyện phải gặp làm ai đó rồi. Nói chung là quên tất cả, chỉ có xem phim thôi. Quan trọng là mình làm sao làm. Bây giờ quên xem phim đi, xem mình thôi. Đúng rồi, có thể được luôn. Bây giờ nào đâu. Nào, đứng lên nè em gái. Bàn tay nắm lấy bàn tay. Rồi, muốn làm gì làm, muốn nói gì nói đi. Anh cũng không biết nói gì nữa. Nói chung là anh sẽ cố gắng chinh phục được em. Dạ. Hát một bài nào đó. Em hát nhạc buồn không ạ? Cái đây. Nếu biển không có sóng, biển đâu còn dài khờ. Nếu đây không gió lòng, thì tóc em đâu có bồng bềnh.
hát chưa? Dạ, hát rồi đó. Thôi mời hai anh chị về chỗ đi. Về chỗ nè. Thật ra ca hát nó cũng chỉ là một chút để chúng ta gọi là vui, để đem cảm xúc cho nhau thôi. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến quyết định bằng chính trái tim của mình. Kiểm tra lại một lần nữa đi, lắng lòng mình lại. Mình lớn rồi, mình suy nghĩ cho chín chắn và quyết định cho đúng lúc. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng chị, chúc mừng anh chị. Chúc mừng nha. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Nào, anh chị nắm tay nhau đi. Xen tay vào nhau cho nó tình cảm nào. Đài nóng quá. Đã đến lúc chúng ta hãy lan tỏa tình yêu với nhau. Đã đến lúc hãy chăm sóc với nhau, quan tâm lẫn nhau, để cuộc đời nó đỡ lẻ loi. Em gái nha, cảm giác giờ làm sao nè? Run quá. Run hả? Bây giờ đặt nụ hôn đầu tiên với người đối diện cho anh. Chúc anh chị hạnh phúc nha.